con xin kính mời quý đại biểu, thưa các cô quý mến, hôm nay trong không khí tương đối phấn khởi, Sa Lan Minh cảm xúc vừa mới xúc động của ngày lễ ra trường. Con tên là Tạ Thần Trà Thi, học sinh lớp 5 6 tuổi A, trường mầm non Hương Tên. Hôm nay con rất vinh dự đại diện cho tất cả các bạn phụ 5 tuổi các bạn đang học tại trường mầm non Hương Tên được nói lên cảm xúc cho ngày lễ ra trường. Kính thưa các cô, giờ đầu tiên con xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các cô, người mẹ hiền từ hai của chúng con. Con còn nhớ những ngày đầu chẳng chung tới trường, đừng biết bao bơ ngớ. Xa lỡ tiếng khóc gào, đứng hết đón mẹ đến về. Nhưng người với vòng tay ở áp, nhưng thương vô bảo vệ của các cô, đã giúp chúng con cảm nhận được. Đây như là ngôi nhà thứ hai của mình, và hàng ngày chỉ muốn được đến trường để được các cô dạy hát, dạy múa, dạy sách bài học hay. Trong thời gian qua, khi chúng con học tại trường mầm non Hương Tên, chúng con đã được bàn tay thương yêu của các cô nâng niu, chăm sóc, đăng ký bữa ăn, cấp ngủ, dạy cho chúng con biết bao điều hay biết phải. Giờ đây, chúng con đã sắp vào lớp 1, chúng con phải chia tay các cô rồi. Tạm biệt mái trường thân yêu, nơi đang chấp cánh những ước mơ của chúng con, bay cao, bay xa, nhưng chúng con sẽ không quên. Công ơn của các cô đã dạy dỗ, chăm sóc cho chúng con nên người. Chúng con xin hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi, đạt được thành tích xuất sắc để chúng đó mãi là những con ngoan bé ngoan của trường mầm non Hương Tên. Tạm biệt các cô thân mến, tạm biệt mái trường thân yêu, tạm biệt các em nhỏ, các em ở lại đừng chăm ngoan, học giỏi. Vâng, mời các cô, các mẹ, tạm biệt xích lô, cầu trượt, tạm biệt kỳ đá, sân trường, tạm biệt cờ bông, tạm biệt búp bê, tạm biệt những điều thân thương nhất. Chúng con